Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh và chào các hiền đệ. Bây giờ là 23 giờ 36 phút rồi. Ngày hôm nay đi sưu tầm được 26 chiếc đài về để phục vụ các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam. Thì ở trong máy điện thoại của mình có rất nhiều tin nhắn, có rất nhiều cuộc điện thoại nhỡ, thì một lần nữa cũng mong mọi người thông cảm cho nha. Đi vừa về gần 200 cây số, xong rồi lượt về lại phải dùng ngựa sắt kìa. Đấy, lại phải dùng ngựa sắt cộng 26 cái đài. Thế ngâm đoạn bây giờ mã nó mới hồi, bây giờ mã mới hồi thì cũng làm cái video và thế. Trước tiên là để gửi lời tới những đồng chí nào đã gọi điện nhắn tin đấy, bình luận đặt hàng thì chưa trả lời được thì mong các đồng chí cũng thông cảm cho. Đấy. Sau cái video này thì sẽ có một cái video chia sẻ tới các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam để xin ý kiến. Buổi tối ngày hôm nay là có một số điện thoại gọi cho mình giới thiệu là người bán đài. Đấy, thế nhưng mà lại lại bỏ mình là không không nên bán đài mà chỉ sửa chữa thôi. Thì sau video này thì sẽ có một cái video nói cụ thể, không không hiểu lý do gì mà người đó lại điện cho mình lại bảo như thế nha. Còn bây giờ xin thưa tới các sư phụ cùng các huynh đệ, đây là chiếc đài Zivac Comorian BC Watt 47 màu đỏ. Chiếc đài này có một thượng đế ở đảo Ngọc, đó là đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam gửi cho mình để mình kê đơn bốc thuốc và điều trị. Thì ngài thượng đế này gửi cho mình ba cái, một cái đài Zivac BC Watt 47 là chuyến đầu tiên. Chuyến thứ hai gửi cái đài này, đài Toshiba. Cái đài này đã hoàn thiện rồi, đấy, đã hoạt động trở lại rồi. Còn cái cục dàn thì cháy IC công suất thì chưa kiếm được, thì ngài thượng đế ngài liên hệ mình bảo thôi bỏ đi, để chú lấy được cái gì thì chú lấy, cái cục dàn đấy cũng không cần nữa. Thì bây giờ là mình tháo cái này ra để hoàn thiện cái này, để chắc ngày mai gửi cho ngài, mai chủ nhật không gửi được thì thứ hai gửi cho ngài cho nó gọn. Thì cũng ở tiện đây thì cũng xin sư phụ ở Hưng Yên, sư phụ U70 ở Hưng Yên gửi cho mình hai chiếc đài Sony có model CFS 3 số 7, một chiếc đài KW 77. Xin phép sư phụ để cho hoàn thiện cái hai cái đài này để gửi trước, cái xong là cái hai cái đài của sư phụ sẽ làm sau. Và đặc biệt là cái bộ cơ bánh răng của thượng đế ở Tiên Lữ Hưng Yên nha. Thì mong người anh em cũng thông cảm cho. Mình sẽ bố trí coi như thế, là tại vì có một số đồ nữa nên là cũng lại phải mất thời gian soạn, nên là chưa gửi cái bộ cơ đấy. Và bộ cơ của cái đài Sony 715 chạy bánh răng đấy chứ không phải chạy vòng cao su, thì người anh em đã chuyển thóc cho mình rồi mà mình vẫn chưa chuyển hàng, là lý do lại còn người anh em lại còn lấy thêm nhiều đồ nữa đấy. Người anh em bảo lúc nào soạn được hết thì gửi cả, nên là mình sẽ thu xếp một cái thời gian gần nhất. Mong người anh em ở Tiên Lữ Hưng Yên cũng thông cảm cho. Tình trạng hoạt động của chiếc đài này vừa rồi cho nó ăn điện radio AM FM điều trần văn nét, cửa băng, cửa này chạy, cửa này không chạy, cửa này chạy tiếng không chuẩn. Equalizer thì có hai cần hoạt động được, còn ba cần này ngoài này không hoạt động được. Đấy. Thì tình trạng hoạt động của nó là như vậy thì báo cáo luôn. Thế còn về cái vấn đề mặt tiền này nọ, cái lọ cái chai thì cái này là nguyên bản của thượng đế rồi. Đấy nhá. Đấy. Bây giờ vào soi đến phiên vỉ. Thì cái đài này với cái tính chất là mai hoàn thiện xong là chỉ có dùng máy nén khí để xì vào, tức là tắm cạn nha, tắm cạn chứ không tắm nước, để thứ hai là gửi hàng luôn. Đấy. Bộ cơ này không nhầm thì đã bị thay motor này nha, chuẩn luôn chứ không phải là không nhầm nữa, vì bộ cơ đài này chạy motor 4 dây, chạy motor 4 dây. Đấy, ở đây là thay bộ cơ 2 dây này, thay motor 2 dây này. Đấy, DC 12V, tức là motor này chạy điện áp một chiều là 12V. Đấy, hai bộ cơ này. Đấy. Thì về cái vấn đề để làm cho cái bộ cơ bên đây nó chạy thì cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Thế nhưng mà thôi, tiện đây thì cũng tháo ra để xoay. Thì ngài thượng đế có biết được là bên trong, có khi là biết rồi nhưng có khi là cũng chưa biết, thì biết được bên trong cái đài nó như thế nào thì có cần phải bổ sung thêm cái gì nữa hay không. Thì mình sẽ làm theo yêu cầu. Đây. Đấy. Về cơ bản thì cái bộ phên vỉ này còn rất chi là sạch và đẹp. Đấy. Đấy, về cơ bản nó rất chi sạch và đẹp.
thì có cái vỏ này, cái mặt đằng trước này, này bị gãy chân đốc rồi, lúc lúc nữa đây nó phải dùng cái đồ mỏ hàn thì mới tháo ra được, tại vì người thợ trước người ta dùng cái sắt này, người ta nối sắt này xong người ta nung nóng lên, tức là đưa nhiệt vào đây nha, chảy nhựa ra, thế xong là dùng cái này để nối đôi bờ đấy. Đây cái đây nữa này đấy, cái này nó bị gãy chân ốc, nó bị gãy chân ốc nên là các ngài mới làm như thế này đấy. Thì khi tháo ra, tháo cái cục máy này ra thì lại tiếp tục thấy cái bộ nguồn này, bộ nguồn này thì đã không còn nguồn zin của nó nữa rồi. Đây, biến áp nguồn này, biến áp nguồn này là không phải nguồn zin nữa gì, cái vỏ bên ngoài là cái vỏ là zin, thế còn cái ruột này, cái ruột bên trong biến áp này là không phải còn gì nữa này, lót cả giấy vào để cho nó căng đấy. Thì quay lại như thế này thì người thượng đế ở Phú Quốc nếu mà thích thay nguồn zin thì mình thay, còn nếu mà không thích thay nguồn zin thì cứ để như này được. Thì mình chỉ có khắc phục với cái vấn đề hai cửa băng cassette thì mình cân làm sao cho nó chuẩn tiếng, chạy ngon lành là được thôi. Đấy. Cái này thì cái vỏ này thì nó hơi kém một chút nhá. Cái vỏ này thì hơi kém một chút. Đấy. Đây thì nó bụi bẩn thôi, nhưng mai tắm cạn đi thì nó cũng sẽ khác. Đấy, đây là toàn bộ cái cục máy. Còn bây giờ tiếp tục sang đến cái loa. Đây. Cái loa thì nó chỉ hết rồi. Không biết sao nó bị nẻ hết rồi. Đấy. Đấy. Thì hai cái loa này thì cái loa nọ cái loa kia, thế nhưng bây giờ cái đài thì mình kiểm tra mình vẫn thấy nói cả hai loa. Đấy. Đây cái loa này. Nó định rơi rồi. Thì, mai thượng đế ở Phú Quốc mà có yêu cầu thay loa thì mình thay cả loa nha, tại vì cái này mình rơi nhiều lắm, sẵn lắm. Đấy, thay cả loa, cả vỏ cũng được, mà nếu cứ để nguyên bản như thế này cũng được, không sao cả. Đấy. Ở bên đây thay bằng cái loa rốn phễu này. Còn bên đây tức là hai cái loa này không còn zin của đài Z và cờ BC Watt 47 nữa. Đấy. Đấy. Mà cái thùng này nó cũng kém lắm. Thì tùy thôi, đấy nhá. Nhưng không nhất thiết là phải gì. Không nhất thiết là phải thay theo ý, mà muốn thay cả cái hai cái loa này, tức là cả vỏ, cả ruột thì mình thay, còn nếu mà không cứ để như thế này thì mình chỉ xử lý cái phần cassette cho nó chuẩn là gửi lại thôi. Đấy. Với lại vệ sinh lại, tiện để ở đây thì vệ sinh lại luôn. Thì mai thì sẽ tháo ra đánh rửa nếu mà không có yêu cầu, tại vì nốt ngày mai, ngày chủ nhật thì người ta không nhận hàng, thì ngày thứ hai bên đơn vị vận chuyển người ta mới nhận hàng thì vẫn còn kịp nha, vẫn kịp. Thì có những cái chỗ ví dụ cái vỏ này thì mai mang ra tắm nước luôn để cho nó sạch bóng. Đấy, cái bộ vỏ loa này như vậy. Đấy, thế còn cái bộ phên vỉ này thì thôi khỏi tắm nước, vì tắm nước nó lâu lắm. Đấy. Thì hôm nay định gửi cái này, hôm nay định gửi cái đài này cho thượng đế ở Phú Quốc, ngài còn đặt thêm 10 cuốn băng cassette vào mình. Đấy, thế nhưng mà ngài nhắn tin cho mình, ngài bảo thôi từ từ cũng gửi, đợi làm nốt cái này xong rồi gửi cả thể. Đấy, thì hôm nay cũng mạn phép sư phụ ở Hưng Yên, em cũng có rất nhiều, đặc biệt là một sư phụ ở Hưng Yên này, đấy, một sư huynh ở Hà Nam này cũng gửi hai chiếc đài vào cho mình vẫn còn nguyên này. Đấy, một thượng đế ở phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng gửi một chiếc đài vào đây cho mình này, cũng chưa làm được này, còn mấy chiếc đài kia thì làm được rồi. Đấy, đã gửi vào đài vào đến đây thì ai cũng thế thôi nha. Đấy, ai cũng là thượng đế cả. Thì khi mình nhận hàng thì mình cũng đều thông tin hết rồi, tức là gửi đài đến đây thì có nhanh thì phải 20 ngày. À đấy, giờ lại nhớ đến còn một cái đài Sony 715 của người anh em ở Dĩ An, Bình Dương cũng vậy, nhanh nhất là 20 ngày kể từ ngày mình nhận được hàng. Đấy, chứ còn sớm hơn thì mình không làm được, bởi vì nó có rất nhiều việc, việc nọ việc kia, toán việc không tên đây, trăm thứ bà dằn, chứ chẳng phải nguyên cái chuyện âm ly loa đài. Trong cuộc sống này nó có nhiều việc lắm. Với mình nhé, với người khác mình không biết, để tránh những cái lời bình luận nhảm nhí này nọ, cái lọ cái chai nó chẳng ra làm sao cả nha. Đấy, thì cái thời gian của mình nó hạn hẹp như vậy, mình cũng muốn coi như là làm nhanh để gửi, thế nhưng mà nó không làm nhanh được. Lại còn chưa nói về vấn đề y thuật thì còn xanh và non. Những cao nhân người ta sửa đài, người ta sửa có khi một ngày người ta sửa 4-5 chiếc, chục chiếc nha. Thậm chí là mình giao lưu với lại nhiều đồng chí, có đồng chí là bảo tôi thấy có những người ta sửa đài, người ta còn sửa có phút mốt cái đài, đấy là cao nhân, thì mình không bàn đến làm cái gì cả. Còn mình đây chỉ là nông dân tá điền thôi, thế nên là sửa nó hơi lâu một chút. Đấy, một lần nữa thì
xin gửi lời tới những đồng chí nào đã gọi điện nhắn tin bình luận đặt hàng, tại vì trên máy của mình đúng là nóng gian rất chi là nhiều, đặc biệt là Zalo, đặc biệt là Zalo rất nhiều người nhắn, nhiều người hỏi này nọ cái lọ cái chai vân vân và vân vân. Thì ngày mai nhá, ngày mai ngày chủ nhật mã hồi thì ngày mai sẽ coi như là vừa làm và vừa để điện thoại bên cạnh luôn. Đấy, là các thượng đế có nhu cầu gì cứ a văn lô nhá. Xin phép dừng clip ở đây, trân trọng cảm ơn các đồng chí, chào thân ái, merci, merci beaucoup.